Một vụ tin và sóng xin thân ái kính chào quý vị. Hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đức tin có tựa đề là Đóng thuế cho năm mới. Đóng thuế cho năm mới. 15 người thiệt mạng, khoảng 1.500 người bị thương, gần 2.500 lâm cảnh màn trời chiếu đất. Trên đây là hàng tích lớn của hầu hết các nhật báo xuất bản tại thủ đô Manila, Phi Luật Tân, trong số ra ngày mùng 2 tháng Giêng mỗi năm, tức là số báo đầu tiên trong năm. Dường như đây là công thức quen thuộc mà bất cứ nhật báo nào cũng đưa ra số báo đầu năm. Đó cũng là điều mà dân chúng chờ đợi sau một đêm đón giao thừa, trong tiếng nổ liên tục của pháo và trong khói bay mịt mù. 15 người xấu số trên đây đều là nạn nhân của những vụ đâm chém, bắn giết vì say sưa quá chén trong đêm giao thừa. 1.500 người bị thương khác là nạn nhân của bất cẩn trong khi đốt pháo. Chỉ riêng ở thủ đô Manila thôi, chưa tính số tiền được đốt đi trong tiếng pháo, số thiệt hại vì hỏa hoạn và những thiệt hại khác lên đến cả triệu Mỹ Kim. Hôm nay thì mọi người đều trở lại với sinh hoạt bình thường của mình. Đọc bản tin về những gì đã xảy ra trong đêm giao thừa và đầu năm, ai cũng bàng hoàng xót xa cho những người xấu số. Và có lẽ ai cũng thở ra nhẹ nhõm vì bất trắc đã không xảy đến cho mình. Người ta nghĩ rằng may mắn vẫn còn đó. Bản tổng kết đầu năm và lời kêu gọi đề phòng cho năm mới không mấy chốc cũng sẽ đi vào quên lãng. Bánh xe lịch sử cứ lăn và con người cũng sẽ tiếp tục lặp lại những lỗi lầm của quá khứ. Người Á Đông chúng ta thường nói, cha ăn mặn thì con khát nước. Kinh Thánh Cựu Ước cũng viết, đời cha ăn nho chua, đời con ê răng. Ezechiên đoạn 18 câu 2. Người tin ở thuyết quả báo thì cho rằng con cái phải gánh chịu những hậu quả do lầm lỗi của ông bà để lại. Trong một cái nhìn khách quan và sâu xa hơn, chúng ta phải nói rằng lịch sử thường lặp lại. Lịch sử thường lặp lại bởi vì họ được cấu tạo bởi những biến cố do con người chủ động, mà bởi vì mẫu số chung của con người ở mọi thời đại vẫn là tự do, cho nên những lầm lẫn giống nhau được lặp lại là chuyện bình thường. Có khác chăng là khác ở mức độ và hình thức mà thôi. Ở thời đại nào mà không có chiến tranh? Ở thời đại nào mà không có cảnh người bóc lột người? Ở thời đại nào mà không có tham sân si? Người Cơ Đốc chúng ta hãy nhìn vào bản thân và lịch sử của nhân loại với một cái nhìn thực tế và lạc quan. Thực tế để thấy rằng sống là một cuộc chiến đấu không ngừng. Chiến đấu giữa thiện và ác. Chiến đấu giữa tự do và nô lệ. Chiến đấu giữa ân sủng và tội lỗi. Thực tế để thấy rằng cuộc chiến ấy đang diễn ra trong từng phút giây của cuộc sống. Nhưng chúng ta cũng hãy có cái nhìn lạc quan. Lạc quan và tin rằng lầm lỗi thất bại là khởi đầu của những ân ban dồi dào hơn. Và trong cuộc chiến từng ngày đó, Thiên Chúa vẫn luôn có mặt để nâng đỡ chúng ta. Câu gốc suy gẫm: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 và câu 20. Muốn thật hết lòng